mẹ nào? Mẹ ơi. Bữa nay Thảo Vi có ngoan không? Dạ không. Thảo Vi làm gì? Không có ngủ giỏi. Không ngủ, không có ngủ giỏi hay là không ngủ? Không ngủ giỏi. Không ngủ chưa gì hết. Yeah. Sorry, mommy, sorry, Charlie, làm a curly, làm a crazy. Người nào chị con nói vậy? Chị hả? Chị con nói vậy, con nói từ từ lại, mẹ quay nè. Đó, từ từ lại coi. Sorry, Charlie, làm a girl, làm a crazy, làm a curly. Say one more time. Bỏ tay xuống, lại say xuống và nhìn thấy mặt con nè. Charlie làm con làm crazy. Do you know that you're super cute? Dạ có. Con biết con cute hả? Dạ. Vậy bây giờ Thảo Vi xin lỗi mẹ hả? Dạ xin lỗi mẹ. Rồi Thảo Vi xin mẹ gì? Xin mẹ iPad hả? Hay xin mẹ kẹo bữa nay? Xin mẹ gì? Mẹ cell phone. Xin mẹ cell phone hả? Xin mẹ iPad cell phone. Cell phone. Xin mẹ làm sao? Cái. Nhưng mà làm sao con xin mẹ? Project please. You know the only thing that you are is so cute and adorable? Dạ. Dạ có. Dạ có gì? Dạ có. Thảo Vi biết Thảo Vi super cute. Con biết tại sao con super cute? Tại vì con giống ai? Giống ba. Con giống ba hả? Giống ba nhiều hay giống ba ít? Giống ba nhiều. I think so. I think con giống ba nên con so cute. Chỉ một lần này thôi nha. Okay. You promise? Promise. Pinky promise. Okay, pinky promise. Đưa đây. Nhớ ngủ nha, ăn nhiều cho mẹ nha. Mẹ, Thảo Vi biết rồi. Biết gì? Biết rồi, ăn nhiều mau lớn. Ok. Nói bye bye đi. Bye bye, Grandma. Bye bye, Papa.